Hiện tại Giang đang ở chợ Phú Lộc nha bà con. Chỉ thị 16 đã ban ra. Giờ này 8 giờ ở chợ Phú Lộc nè bà con. Đây 8 giờ 10 ở tại chợ Phú Lộc ha. Vắng tanh không có một bóng người luôn. Ai ở nhà nấy, không ai dám ra đường hết. Mới có 8 giờ mà chợ Phú Lộc vắng ơi là vắng. Thì cũng mong bà con thực hiện nghiêm chỉ thị 16 đi ha. Mỗi công dân, mỗi chiến sĩ đi, mình ráng cố gắng vượt qua 14 ngày để chống dịch nha bà con. Đường phố vắng khủng khiếp vắng, hai bên thì đóng cửa hết, nhà ai nấy ở, không ai dám ra đường hết. Năm nay mình 41 tuổi rồi mình mới thấy cái cảnh này ha. Thật sự sống trong cái thời đại gì đâu mà người phải xa lánh người. Dịch bệnh tràn lan, ai cũng sợ, không ai dám ra đường hết. Hiện tại mình đóng cửa hôm nay đó, từ bữa 19 giờ bữa nay 26 thì cũng được 7 ngày 8 ngày rồi. Cũng ráng cố gắng bà con ơi, ở trong nhà không đi tới lui quá trời buồn rồi, không đi đâu được hết. Vắng khủng khiếp luôn bà con. 8 giờ 11 phút. Mình thấy đâu đó được một cái chiếc xe. Tình hình này là tình hình chung rồi. Bà con mình cố gắng vượt qua những lúc khó khăn này ha. Mình cũng gắng cố gắng mà thực hiện nghiêm đi. Đi ra ngoài thì mua những thực phẩm thiết yếu thì mình hạ đi ra ngoài. Nói chung là mình bảo trọng cái tính mạng mình ha. Giang cũng xin chúc bà con mình trong và ngoài nước, trên toàn thế giới ha, sớm vượt qua dịch bệnh đầy khắc khổ này, mọi người được bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, sớm đẩy lùi dịch bệnh ha. Giang cũng quay một cái video này để làm kỷ niệm, để sau này để cho con cháu mình biết. Thế kỷ 21 đã có một cái dịch bệnh mà thật sự là khủng khiếp như thế này.